Vâng, ừ, cửa hàng âm thanh số tốc xin kính chào an toàn thể các bác Ngày hôm nay thì phải có thể nói là rất là mong chờ Và em khẳng định là các bác cũng đã mong chờ lắm rồi đấy Cũng rất là xuất ruột à, Để cửa hàng em ngày hôm nay có thể lên sóng cho các bác cơ lô loa mà đã về Và cũng trong thời gian vệ sinh à, cũng như là bên em nhân lực hơi ít nên là Thời gian làm nó hơi lâu, vệ sinh nó hơi lâu Thì ngày hôm nay cũng đã hoàn thành à, Để lên sóng các bác cơ lô loa AP25 trước Đấy, à, đây là một cái lô loa ap ham có thể nói là cực kỳ nổi tiếng và nói luôn một điều là cực kỳ hay luôn cứ cực kỳ hay ở đây không phải nói lại đến miệng mà nói để mà được sự đảm bảo đấy và với những bác khách đã đã sử dụng cái thương hiệu AP Tham này rồi ấy, thì em khẳng định là mọi người chỉ thốt lên là tuyệt vời và muốn mua lại lần thứ hai dòng loa này thì AP Tham cũng đã cung cấp được số đời bát cho một số hãng khác được làm những cái model cao cấp như một số dòng Auto King rồi một số hàng của kể cả thằng Pivay cũng đã có được sử dụng một đời có đồng bát này thực sự tuyệt vời, vời lắm các bác ạ tuyệt vời lắm và ngày hôm nay thì em sẽ đi sóng các bác một cái lô loa mà tuyệt tuyệt vời hay tuyệt vời đẹp và ưng ý nữa thứ nhất về kiểu dáng của dòng loa Abeta mà các bạn thấy đây à, cái e căng của nó sẽ là một cái e căng phải nó là nhìn rất là cứng cáp và nhìn nó nam tính cái kiểu dáng của dòng loa Mỹ các bác thấy ạ tình cựu răng lo Mỹ lúc nào hoảng làm khá là nằm tính đặc biệt là dòng AP Time này là một cái những cái thương hiệu mà mà gọi là rời Mỹ muộn nhất thì chúng ta thấy là ví dụ như những dòng lo như JBL rồi PV rồi các cái thương hiệu của Mỹ là top các cái thương hiệu khác đã qua bên thị trường Trung Quốc từ năm uh, trước năm 2000 cơ trước năm 2000 cơ năm 9 mấy là đã qua rồi nhưng đối với dòng AP này thì đã đến năm khoảng độ 2004 để ba thì bắt đầu mới bắt đầu chuyển cái cơ, cơ sở sang bên uh, Trung Quốc để sản xuất. À, cho nên chúng ta biết thấy biết tìm lúc đó chúng ta mới có một cái cái made in là China cái ngày xưa để nó vẫn đang là made in USA kìa. Đấy. Thì sau này là qua bên Trung Quốc thì giá thà là, nhân lực nó dễ hơn khá là nhiều và chúng ta thấy là tiếp cận với dòng loa AP nó dễ hơn. Đấy. Thì đối với dòng loa AP này cái, cái kiểu thiết kế là bằng hơn na náo giống cái kiểu như hoài theo kiểu cổ theo kiểu loa mỹ. Cho trong chúng ta thấy là nhìn nó nó khá là mạnh mẽ từ cái kiểu thùng như vậy mặc dù là đã qua biên thị trường Trung Quốc là nó đã bảo nó đã va chạm rất là nhiều kiểu dáng lo nhưng mà đối với dòng loa AP thì nó vẫn đang khá là mạnh mẽ luôn và nam tính luôn rất là đẹp à, với kiểu là họng chép là họng họng tròn đấy à, hai lỗ thông gió thông hơi là là hạng hình hình hình, tam giác các bác nhé e à, căng nhìn nó mạnh mẽ lắm nhìn nó lục lăng rất là rất là cứng cáp luôn kiểu cảm giác rất là cứng cáp thùng là thùng cân đây bác đây thùng là thùng cân Đấy, họ vút nhọn một cái đường lai về phía đuôi. Đấy. Để chúng ta lấy cái tay tay cầm nó sách rất là đẹp luôn. Nó cực kỳ chắc chắn, thùng là thùng hai lớp gỗ đây nhá. Rất là đẹp các bác ạ, các bác nhìn cái lo nhìn nó cực kỳ đẹp và cứng luôn. Nó cao các bác nhá. Nhìn cái lo rất là cao luôn, tầm một trên 50 phân một chút. Nhìn cái lo nó đứng nó cao nhưng rất là nhỏ gọn luôn mà cao nó đẹp lắm. Sâu. Đấy. Với cái mã model là BD10 bác nhá. AP Đấy, được sản xuất tại Made in China. Đây họ ghi rõ này, Made in China, chạm loa được làm bằng nhôm luôn nhá. Đấy bác nhìn này Từng cái chạm này Có được ốp nhôm ở ngoài chắc chắn Công suất làm việc của cái loa này á à, tốt thiểu lên tới 280W 280W là một công suất rất là cao Chứ đôi những dòng loa Mỹ nó chịu đựng rất là tốt các bác ạ Công suất bát của đôi loa của dòng loa này lên tới 400W công trong trong suất trung bình luôn Đấy chúng ta cũng thấy là đôi loa này chúng ta công suất mắc đó đó tầm khoảng 1 ngàn Đến ngàn sáu Khá là cao và đôi loa này độ nhạy của nó dao động mỗi dòng loa AP này trên thả thông báo dao động từ từ 98 cho đến 126 mắc DB Max các bác nhé Đấy, thì đôi nhạy trung bình nó đâu đó tầm khoảng 110 101, 101 thì đấy Đấy, rất là cao Và đôi loa đánh rất là rẻ ghép Các bác lại chưa độc lập gia đình, chưa độc lập uh, một mình nó Hoặc là ghép cùng với tất cả các dòng loa khác đều được Đây là một đôi loa mà nó sở hữu cho chúng ta một cái giải bát nó cực kỳ mềm mại đấy, rất là sâu mà giải ghép nó sáng bởi vì con chép này là con chép sử dụng con chép của một hãng rất là nổi tiếng của MC sao sản xuất thì mắc yên tâm rồi tiếng cực kỳ hay luôn và kiểu dáng thì phải nói là thực sự là quá mạnh mẽ Quá mạnh mẽ và nằm tính rất là đẹp luôn Đấy, và số lượng của em lần này về rất tiếc là 25 nó hơi ít các bác ạ Bên này là 30, 30 em sẽ lên sóng sau Đây là 25 Đấy rất đẹp các bác nha Và những bác khách đợt hiện tại đang thích đôi loa này Em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ nhấc máy ngay lập tức để xử đôi loa này Em cam kết các bác đôi loa này của em nếu không hay em không lấy vào được số tiền nào của các bác Các bác được quyền nhận hàng sử dụng test thử ưng ừ. Đấy trong vòng 10 ngày luôn À, nếu không thích gì vẫn được quyền đem lo lại đến trả lại tiền cho em Đấy, em trả lại tiền cho các bác các bác uh, trả lại lo cho em là xong em cam kết đến mức đó luôn lo em khẳng định các bác là tuyệt vời ai nghe cũng sẽ mê Đấy, tự tin đôi lo này sẽ cháy hàng trong một đốt nhạc thôi chắc chắn là sẽ cháy hàng ngay lập tức trong ngày mai thôi đôi lo này nó rất là tuyệt vời các bác nha và ngay bây giờ em mời các bác cùng vào bên trong đôi lo này các bác cùng cùng xem thất bên trong đôi lo này các bác sẽ mê cái nào này những đôi lo mà nó nó cái độ hoàn thiện từng quả chép, quả bát nó hoàn thiện đến mức mà không cần căn chỉnh quá nhiều à, cái giải cái giải uh, uh, chúng ta thấy là dùng kể cả chúng ta đồng máy rta chúng ta đo đã cắt tín thì thấy là cái cái, bọc, cái, cái biểu đồ rất là đẹp gần như là họ không cần căn chỉnh có nhiều này phân tần luôn nhưng tiếng ra rất là đẹp các bác nhá cực kỳ hay luôn em mời các bác cùng vào bên trong cho là xem nhá và đây là cái nội thất bên trong đôi loa này các bác nhá à, các bác sẽ thấy đây nếu mà trong đôi loa này cái mày làm cho em thấy phấn khích nhất và tâm hồn của đôi loa em luôn luôn đặt, đặt, đặt cao ở quả chép nhất à, quả tép nó chính là cái tâm hồn của một cái đôi loa các bác ạ đấy nó là một cái tâm hồn để mà làm cho đôi loa nó sáng rực lên hay là nó làm đôi loa nó bị vùi dập thì nó gần như là nơi quả tép đánh nó bị ảnh hưởng khá là nhiều thì trên cái đôi loa của AP này AP time này ấy, thì các bác sẽ thấy là nó sử dụng một con chép mà chúng ta thấy khá quen thuộc luôn cực nổi tiếng à, của thương hiệu MC sao các bác nhé. Nếu bác nào để ý cái quả chép này và cái quả chép của cái lồng loa MC sao mà dòng con dâu hồi xưa ấy, thì nó cứ sử dụng chung một cái dòng tép này luôn. Đấy nhưng nó khác một cái là cái con này để em biết lại con dâu hay không nhưng mà nó nó nhìn nó hơi khác một chút. Nhưng mà con chép này là của thương hiệu MC sao cũng là một thương hiệu của Mỹ sản xuất. Cực hay luôn. Dĩ dòng tép này các bác đã thương thư các bác luôn là cái tiếng tép nó ra rất là đẹp. Có thể nói là nó còn cho cái tín tép nhuyễn hơn và nảy hơn cả dòng của Selection. À, mặc dù là xe đất Sơn là một dòng tép mà em cũng đã đánh giá và đối cực kỳ cao rồi nó rất là hay rồi và nhắc đến dòng xe đất sân là chúng ta là thích lắm rồi nhưng mà nói đến dòng đồng loa của của chép của mc sao thì thực sự là nó quá tuyệt vời à, mc sao là một cái thương hiệu sản xuất của chép rất là ít thương hiệu khác có thể mua lại được à, và họ làm một con tép thì nó thực sự các bác luôn nếu bác nào đã từng nghe một loa mc sao hàng xịn nhá chứ không nói là hàng mà xe sao giá kể nhá tiếng cực sướng luôn ngày xưa em bán là các bác khách của em phải thốt lên ui rồi cái tép nó đã thật Tiếp như tiếp nhạc luôn thì ngày hôm nay các bác sẽ được sở hữu một quả chép như thế và các bác hãy cùng cảm nhận trên cái chiếc chép đôi loa này nó hay cả nào các bác nha đấy à, cái cái họng chép này á thì nó được sử dụng là phun sần lên đấy với bác này phun khai sần lên em chưa vệ sinh hơi bẩn chút các bác nha đấy phun khai sần lên để cho cái tinh chép nó sẽ có cái chiều sâu hơn đấy, nó nó mềm hơn đấy rất đẹp các bác nha tem mát này cầm qc này rất đẹp luôn đấy dòng này thì nó có hai đời này một đời này được dòng này được được, được đệm bằng bằng cái lớp màng mà, mà vỏ liu, một đời họ làm họ được một đời là họ lót cái mút đen các bác nhé, nó có hai đời nhé đấy nó có hai đời luôn giống y chang nhau nhưng mà nó có hai đời còn về cái bát của dòng này thì nó thật, nó thật các bác luôn là qua đỉnh rồi à, các bác để ý trên thị trường thì có, có một số thương hiệu đã được sử dụng sử hữu dụ cái quả bát của dòng AP này à, em đã gặp khá là nhiều kể cả thằng hàng Auto King có một cái model Auto King là um, cao cấp nhất của hãng ấy, cũng sử dụng được, được sử dụng cái đồ bát của AP này phải nói là cực kỳ hay tiếng bát phải nói là cực kỳ đỉnh luôn một quả bát các bác nhìn cho em này phải nói là quá xuất sắc luôn mọi mặt luôn từ cái từ bác nhìn thấy rất là dày bác ạ cái từ nằm trong họ làm rất là dày và cái kẹp từ đây kẹp từ này và nó đang còn rất là đẹp đang còn phải nói là cực kỳ là sáng bảy màu rất là đẹp xương nhôm rất là dày luôn và nó là xuất sắc phải nói một điều là cái, cái 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 cái, cái bát này phải nói là quá đẹp luôn các bác ạ một cái bát 25 nhưng công suất lên tới 400 w các bác nhé là các bác biết nó khủng cỡ nào rồi phải nói là quá đẹp luôn quá nét luôn nó căng nét luôn buổi rồi ôi hơi nặng các bác ạ hơi nặng đấy đây đây, Còn về phân tần bác thấy đây đấy hệ phân tần đây là một do là một dòng loa thương hiệu của mỹ và họ vẫn đang bị ảnh hưởng khá là nhiều uh, theo cái lối uh, sản xuất uh, thiết kế cũng như là là là, là, là. là của dòng loa ngày xưa cho nên các bác là từ cái vỉ họ bắt đang là dùng cái vỉ cái 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 cái, cái bô mạch để men để men đen à, men vàng xin lỗi men vàng thì sau này thì có những đời sau thì họ bắt đầu chuyển sang bên, là bên men đen rồi men đen là đời mới rồi sau này thì họ làm men đen này nhưng là họ vẫn giữ những cái nét cổ điển ngày xưa đây là đời này thì đang sử dụng là đời men men uh, vàng các bác nhé đấy còn cám và tụ à, có thấy là những đôi loa này thì gần như là những con con chép của những quả chép và những quả bát này á cái chất âm nó đã có hay rồi cho nên là họ cần phân tần họ không cần căn chỉnh quá nhiều À, không cần phải sử dụng quá nhiều tụ để mà căn chỉnh để cho cái tiếng tép cho nên là thay bác phân tần nó khá bình thường nhưng đặc biệt tính ra cực kỳ hay các bác nhé à, các bác nào để ý cái dòng loa của AP như vậy Tính ra rất là sướng luôn cực phê luôn thùng vách thì họ làm dày đóng khuyên rất chắc chắn phải nói là cực kỳ đỉnh luôn lọ thông hơi phía trước và đó là tuyệt vời trên đôi loa này à, các bác nào mà đã từng nghe dòng loa AP AP Tham này rồi thì bác sẽ biết được chất lượng như thế nào phải nói là đỉnh cậu chót luôn đỉnh cậu chót luôn các bác nhá Đấy. Và hiện tại đôi loa này số lượng của em muốn thật được bác là 25 Hồ chỉ có được có hơn chục cặp thôi. Và giá hiện tại bên em đang bán đôi loa này với giá là 7 triệu 6 là một cái giá phải nói là thực sự luôn. Là thời điểm này 7 triệu 6 là một cái giá tốt. À, so với giá mặt bằng năm ngoái đôi loa này giá lên tới đâu đó 8 triệu và 8 triệu rưỡi luôn. Có những cái hàng bán lên gần đến 9 triệu luôn. Đồng loa này nhưng thời điểm này hiện tại cửa hàng em bán chỉ có 7 triệu 6 mà năm hiện tại bây giờ là cấm pin rồi bác nhá. Đấy cấm pin rồi đấy mà bên em bán là chỉ có 7 triệu 6. Và các bác hãy cùng cảm nhận đồ loa này nhá. Bao đôi luôn loa này nha, Em bán em bao hay các bác cái chục ngày luôn. Thoải mái luôn. À, trong vòng cái chục ngày các bác nghe mà các bác không thích vẫn được quyền trả lại hàng cho em. Thoải mái. Cứ miễn là đừng có làm đừng có về làm hỏng loa của em xong rồi trả lại được. Đấy. Các bác cứ mang hoa về nhà trả lại loa lấy lại tiền về. Em sẵn sàng miễn phí luôn. Đấy, không trừ các bác một đồng nào. Đấy, trong vòng đúng một tuần các bác nha à. Đấy, một tuần à 10 ngày xin lỗi 10 ngày, 10 ngày cho thoải, thoải mái. Không lại các bác lại đúng 10 ngày em tính được ngày bác nhận đến ngày các bác đứng gửi, mang lo đến gửi lại trả cho em là ok. Là chúng ta um, thoải mái. Còn lo em bán các bác đảm bảo các bác là cực kỳ hay. Về các bác xài mà không nghe không hay, không xịn em đền các bác 10 lần tiền các bác nhá. Ok không ạ? Đấy. Thì các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video này của số lúc đó nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.